LTK Bonsai xin mến chào quý bà con đã ghé thăm kênh. Hôm nay kênh xin giới thiệu một số cây bonsai tại điểm bán của Trần Tiến ở quận Ô Môn, Cần Thơ cho bà con mình giao lưu ha. Rồi chào Tiến ơi. Dạ xin chào tất cả quý bà con, cô chú, anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay cây kiển Trần Tiến có về một số cây như trang vàng, trang đỏ, me, cần thân, muốn giao lưu cùng với cô chú và anh chị ạ. Cũng khá là nhiều loại ha. Dạ, số điện thoại em là 0919873462. Rồi. Đầu tiên là một cây phôi trang vàng nha bà con, đang lên bông rất đẹp nha. Trang cái vàng. Trang vàng nha. Nó già cây lắm rồi. Cái chiều cao tương đối của nó là 45, ngang 40. Cái trang vàng nha, đang lên bông rất đẹp nha. Em đo quanh thân như thế này cho con xem nha. Nó 17 yếu tới 16 nha bà con. Cây này rất già cây rồi. Cây số 1 có giá 1,3 triệu nha bà con. 1,3 triệu. Bao sống, bao ship, bao chậu cho bà con luôn, tại chậu nhựa. Rồi, đọc số điện thoại lại tiếng rồi. Số điện thoại của em là 0919873462. Cây số 2 cũng là cây phôi trang vàng luôn nha. Ủa, cây trang vàng nha bà con. Cái chiều cao tương đối của nó là 50, ngang nó 40. Trang vàng bonsai. Cây này nó thuần chậu nha bà con, đảm bảo khỏe mạnh, nó rất là già cây rồi. Nó nổi da me luôn nè. Nứt da cho ha. Nè, cái chiều cái hoành thân vị trí này nó 14 nha bà con. Mình bao sống, bao ship cho bà con nha. Mình bao chậu luôn, phải chậu nhựa. Cây số 2 có giá 1,3 triệu nha bà con. Đây số 3. Mã số 3. Cây số 3 cũng là cây trang vàng luôn nha bà con. Chi tay rất đều nha. Chiều cao tương đối của nó là 40, ngang 45. Cây này già cây thuần chậu hết nha, bà con yên tâm nha. Cái hoành thân vị trí này nó 15 nha bà con. Cây này đảm bảo khỏe mạnh, em bao sống, bao ship, bao chậu cho bà con luôn, toàn quốc nha. Cây số 3 có giá 1,3 triệu nha bà con. Số 4 cũng là cây trang vàng luôn nha. Cái chiều cao tương đối của nó là 38, ngang 25. Thân này nó có 13 nha bà con. Rồi quay đi. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh. Em bao sống, bao ship, bao chậu cho bà con luôn, toàn quốc luôn. Cây số 4 có giá 1,3 triệu luôn rồi con. Cây số 5 cũng là cây trang vàng luôn. Cái cây này rất là già cây, em có một lô. Chiều cao tương đối của nó là 40, ngang cũng 40. Đang lên bông rất là nhiều nha. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh. Đó, hoành thân vị trí này bạn xem nha. Nó 13 yếu tính 12 thôi. Cái số 5 có giá 1,2 triệu nha bà con. 1,2 triệu. Dạ. Số điện thoại là 0919873462 là số Zalo và số Facebook. Đã bao gồm phí ship ha. Dạ. Em bao ship được con luôn. Cây số 6 cũng là cây phôi cây trang vàng luôn nha. Cái chiều cao của nó là 50, ngang 45. Cây này rất già cây nha. Nổi da me hết rồi, đang lên bông. Cái hoành thân vị trí này nó 16 nha. 16. Cái cây này thuần chậu hết, bà con yên tâm nha bà con. Cây số 6 có giá 1,2 triệu nha bà con. 1,2 triệu. Cây số 7 cũng là cây trang vàng luôn nha, đang lên bông rất là nhiều nha bà con. Chiều cao của nó là 60, ngang nó 25. Đang lên bông lên nụ nhiều lắm nha bà con. Cái hoành thân vị trí này nó 15 nha bà con. Rồi, quay đi. Bao sống, bao ship, bao chậu cho bà con luôn, toàn quốc nha. Cây số 10, cây số 7 có giá 1,2 triệu nha bà con. Cây số 8 cũng là cây trang vàng luôn nha. Cây này đang lên bông rất đẹp thôi. Chiều cao tương đối của nó 50, ngang 25. Cây này bông hơi nhạt hơn, chắc để trong mát phải không? Cây này trong mát. Rồi. Này này nó rất là ưa nắng, ra nắng nó ở rồi rồi. Nắng đậm hơn tí. Cái hoành thân vị trí này nó 12 thôi nha. Củ đế rất to nha bà con. Cây số 8 có giá 1,2 triệu luôn nha bà con.
anh bao sống, bao ship, bao chậu cho con luôn nha. Cái số 9 cũng là một cây trang vàng luôn nha. Chiều cao tương đối của nó là 38, ngang 25, hoành thân nó 14 nha bà con. Rồi. Cái cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh nha bà con. Xây đi. Bao sống bao xước cho bà con. Mình bao chậu luôn. Cây số 9 có giá 1,2 triệu nha bà con. Số 10. Số 10. Cây số 10 cũng là cây trang vàng nha bà con. Rất là già cây à. Chiều cao tương đối của nó có 35 thôi nha. Ngang nó 30. Rồi chậm chậm đi. Nó đang lên bông nè, lên nụ nhiều lắm nhiều. Em đo hoành thân vị trí này cho bà con xem nha. 13. Nó 13 nha. Rồi. Đế rất đều nha bà con. Nở. Rồi. Cây số 10 có giá 1,2 triệu nha bà con. Rồi đọc số điện thoại đi tiếng. Số điện thoại của em là 0919873462. Số điện thoại có trong mô tả nha bà con. Cây số 11 là một cây trang đỏ lá chung nha bà con. Cây này khỏe bà con yên tâm nha. Chiều cao tương đối của nó là 35. Nó ngang nó có 25 thôi. Cây trang đỏ lá chung nha bà con. Nó rất mạnh nha, đang lên tược rất nhiều nha. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh, bao sống bao xếp toàn quốc cho bà con luôn nha. Đỏ đó, đỏ đậm mình. Cây trang đỏ vậy, lá chung. Rồi. Em đo cái thân dưới cho bà con là nó 25 nha. Rồi. Em đo một thân đại diện cho nó cho bà con xem. Thân đại diện nó chừng có 14 nha bà con. 14. Dướng cái dây cái này thì nó tới 13, nó dướng cái rễ thế này đó. Rồi. Cây số 11 có giá 1,8 triệu nha bà con, bao sống bao xếp cho bà con nha. 12. Đưa cái chậu luôn hả? Dạ luôn. Cây số 12 là một con cây trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Cây này cũng già cây à. Nó cao của nó là 60. Nó cao của nó là 90 nha. 90. Cái này về bà con có thể cắt lại. Bạn nó hơi trang cao đỏ quá. Nhà trang đỏ lá nhỏ nha. Rồi. Nó thuần rồi nha, thuần rồi, bà con yên tâm. Cái bầu nó thuần rồi. Đầu nguyên cái đế ở hai cái gốc này xem nó tới 32 nha. Rồi. Cây là một cây này cho bà con xem là nó 14 nha bà con. Cây trang đỏ về mình có thể mình cắt lại, cắt ngắn lại. Quay đi, quay đi. Cây cũng khỏe mạnh rồi. Dạ, cây khỏe mà mạnh rồi. Nó đâm tược nó đâm trời nó thuần cái bầu rồi. Cây số 12 có giá 1,2 triệu bà con. 1,2 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao sống bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây số 13 là một cây tím sen nha bà con. Một cốt nha. Chiều cao tương đối của là 60. Ngang 55. Cây này đang lên bông rất nhiều các bạn. Rồi xây chậm chậm. Rất... Cây tím sen nha. Thuần chậu à. Đang lên bông rất nhiều nha. Rồi hoành thân. Em đo hoành thân cái này cho con xem nó. Nó có chín thôi nha. Rồi, cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh, bao sống bao ship cho bà con luôn nha, bao chậu luôn, tại chậu chân nữa. Cây số 13 có giá 500 nha bà con. Chậu trắng đó. Số điện thoại em là 0919873462. 14 cần thân. Cây 14 là một cây cần thân nha. Cái cây này thuần chậu hết bà con yên tâm. Chiều cao tương đối của nó có 35 thôi, ngang nó 40, thuần chậu hết rồi. Thân cái vị trí này em đo cho con xem nha. Nó 12 nha bà con. 12. Quay dòng cũ. Cũ liền lạc. Coi cũ nó liền, để nó coi cái cũ nó cho con xem nha. Nó 28 nha bà con. 28 yếu tính 27 thôi. Cây này khỏe mạnh, thuần chậu. Ngã cái tàn ra. Ngã vào phía sau. Hơi bị chua. Rồi tay cành cũng khá ha. Cây số 14 nó có giá 800 nha bà con. Bao sống, bao ship, bao chậu cho bà con luôn. 15. Cây 15 cũng là một cây cần thân luôn nha bà con. Chiều cao tương đối của nó là 28. Ngang nó 35. Xây đi. Cái cây này thuần chậu hết. Bà con yên tâm nha. Cái thân nó chắc cũng 7-8 vậy thôi. Chứ không có được nhiều. Nó chín nha bà con. Thân cái dưới này nó chín nha. Đấy. Cây số 15 có giá 700 nha bà con. 16 lần kìa.
đưa bên đây thì giống nhóc kia và chặt. Cây số 16 cũng là cây cần thân luôn nha bà con. Chiều cao tương đối của nó 25, ngang nó 30. Vậy thân nó chừng khoảng 6-7 thôi nha. Này đế quái thôi, dễ nè. Thân nó chừng khoảng 6-7. Rồi gửi đi quen vòng đi. Rồi, cây số 16 nó có giá 700 nha bà con. Nó thuần chậu hết à. Số điện thoại em là 0919873462. Bảy cũng là cây cần thân nha bà con. Cái này thuần chậu hết rồi, bà con yên tâm nha. Nó cao chỉ có 25 thôi. Để ngang nó 35. Rồi cây này thuần chậu hết rồi. Cái cây số 17 cũng giá 700 nha bà con. Em bao sống cho bà con, bao ship luôn. 8 cũng làm cây cần thân luôn nha. Chiều cao tương đối của nó 35, ngang cũng 35. Còn thân vị trí này nó 12 nha bà con. Rồi, quay ạ. Cái cây này thuần chậu hết, đảm bảo khỏe mạnh bà con yên tâm nha. Bao sống bao xít cho bà con luôn nha. Cây số 18 giá 700 nha bà con. Cây số 19 là một cây me chua nha. Cây me chua nha bà con. Nó đã từng có trái rồi nha. Chiều cao tương đối của nó là 45. Nó ngang 45 luôn. Cái cây là thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh mà con yên tâm nha. Quay vòng đi ha, rồi. Thân lượng lắc ha, coi dáng cái. Dạ, nó lắc lượng vậy đó ha. Me chua ha. Dạ, cây me chua. Cái hoành thân vị trí này nó 12 nha bà con. Rồi quay. Rồi, cây số 19 này có giá 900 nha bà con. 900 ngàn. Cây số 20 cũng là cây me chua luôn nha. Chiều cao tương đối của nó là 40, ngang nó 45. Xì lấy giá. Cây này rất là già cây nha bà con. Nó vô dây rồi. Dòng nó đi. Cái thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh mà con yên tâm nha. Cái chậu này em không có ship được nha bà con. Rồi, đó, chậu đá nó đi sẽ nó bị bể. Mình chỉ chơi nó 20 nha bà con. Rồi. Có trái vậy ta? Cây này từng có trái à. Cây số 20 có giá 900 luôn bà con. Cây số 21 cũng là một cây me chua luôn nha. Nó già cây lắm, già cây à. Này giờ bà con cắt tỉa lại gọn gàng lại nha. Chiều cao tương đối của nó là 35. Nó ngang 40. Em đo hoành thân vị trí này cho bạn xem. Quay cái đầu qua nè. Thân nó chỉ 14 thôi nha bà con. Rồi, 14 rồi. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh nha bà con. Bao sống bao xiết rồi con nha. Rất là già cây rồi nha. Cây số 21 có giá 900 nha bà con. Tiếng này để coi nha. 900 nghìn ha. 900 cây số 21. Chậu luôn không? Không, cái chậu này em không có thể ship cho bà con được nha. Tại vì trong quá trình đi nó sợ nó bị bể. Rồi. Chậu này chậu đá. Nếu gần ở đây thì bà con có thể chở được thì. Cây số 22 thì bà con chở, số 22 là trên mai chú thủy nha bà con. Lá nhỏ nha. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh, bao sống bao xiếp cho bà con luôn nha. Chiều cao của nó là 70 nha bà con. Quay. Mai chú thủy gì? Mai chú thủy lá nhỏ nha. Lá nhỏ không ghép gì ha. Không có ghép này, không ghép nha. Nó nguyên thủy của nó đó. Đến đo thân thì chú này cho bà con xem. Nó tới 15 luôn nha bà con. Rồi. Cây này thuần chậu rồi, đảm bảo khỏe mạnh. Dễ nó này lên nè, rất là nhiều mà. Rồi. Cây số 22 có giá 800 nha bà con. 23 luôn. Cây số 23 là cây mai chiếu thủy luôn nha. Này trung nu rồi con. Chiều cao tương đối của nó là 28. Ngang nó 35. Cái cây này thuần chậu hết rồi, con yên tâm nè. Về em chăm sóc mình chơi thôi, cái này mình vô dây cái này. Cây này em chưa vô dây. Cái hoành nó thì 18 nha bà con. Rồi. Cây số 23 có giá 650 nha bà con. Bao sống bao xiết 650 ngàn ha. 650. Rồi. Cây số 24 là cây sứ nha bà con. Sứ kỳ duyên nha.
chiều cao của nó là 60. Xứ gì? Xứ Kỳ Duyên. Ngang nó 40. Cho một vòng tổng thể đi. Rồi, cái xứ Kỳ Duyên nó bông cái rồi. Ngừng lại. Nó đang lên bông đó. Bông cái này khỏe mạnh ha. Cây liền lạc phải không? Dạ, liền lạc, không có thèo dít gì nha. Dít chậu luôn thôi. Nè, cái chậu này em, chậu nhựa có thể em ship cho bà con em bao rồi, chậu đo thử cái thân ra với cái cũ làm sao. Cái thân nó vị trí này nó tới 20 nha bà con. Rồi thân 20, cũ nó hết cái chậu, cái chậu mấy vậy? Cái chậu là chậu nó 24 95 nha bà con. Nhiều 95 nha, nguyên cái dòng đế 95 95 nha. Rồi, số 24 có giá 1 triệu rồi bà con. 25 lên rồi. Cây số 25 là một cây khế ghép khế Nhật nha bà con. Dễ có quái nha. Cái ta ghép cái Nhật. Dạ, à, ghép cái Nhật nha. Nó lạnh hết rồi, cây nó khỏe lắm, khỏe nè. Mà con yên tâm. Chiều cao tương đối nó 60. Ngang nó 35. Có trái chưa? Cây này nè, tận có trái rồi. Cái hoành thân vị trí này nó 22 nha bà con. Rồi, 22. Cây số 25 là có giá 1 triệu kìa bà con. Khoan, quay đi. Rễ nó bị khô da phải không? À, cái chỗ này thì nó bị khô chỗ này thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cây đâu. Bà con yên tâm đi. Có phần trên này thôi, còn dưới nó khỏe hả? Nó không gì cả. Nó rất già rồi. Cây 25 có giá 1 triệu kìa bà con. Bỏ nó đi đưa tên rồi. Hãy qua đây nè. Cây 26, cây khế gì nè. Cây số 26 là một cây khế ngọt kìa bà con. Khế nha. Cây này nó thuần rồi các bà con yên tâm nè, bào sống bào xíu cho con luôn. Chiều cao tương đối của cái cây này nó tới 80-90 rồi các bà con. Tương đối 95 là 95 là 90 cũng được. 90-95 quay đi. Quan trọng gì một em đó. Rồi, khế ngọt phải không? Cây này vẫn khế ngọt nha. Nó thật bầu rồi các bà con, yên tâm nha. Điểm đo hảo không? Góc với này cho con xem. Nó 35 nha bà con. 35. Cái đó có mục gì không? Không không, cái này không có mục. Nguyên si đó. Nó nguyên si của nó luôn nè. Tại nó còn đế ở dưới nữa. Đế nó dưới nè, chưa giáp nữa. Rồi, khế ngọt. Cây khế ngọt số 26 có giá 1 triệu rưỡi nha bà con. 1 triệu rưỡi. Rồi, đưa rồi đọc số điện thoại đi. Số điện thoại em là 0919873462. Cũng là số Zalo và số Facebook. 27. Rồi. Cây 27 là cây mai chú thủy lá chung ghép và cẩm thạch nha bà con. Nó có chiều cao tương đối là 70. Ngang nó cũng 70. Cho vòng dáng đi. Quay vòng đi cho nó thép. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh nha bà. Rồi ghép lá chú thủy lá cẩm thạch phải không? Cẩm thạch nha. Chưa, từ từ đi. Từ từ á. Cây rất già cây nha. Ngưng, cho mà cắt. Mà cắt nó lành nè. Để đo cái thân trên này cho mọi người xem. Tới 25 nha mọi người. Rồi, quay. Rồi nguyên cái hình cái đế dưới này cho mọi người xem. 80-89. Rồi, xây đi. Cây này có giao chậu không? Cây này em không có bao chậu được nha bà con, là chậu đá đi xa không có mà đảm bảo nha bà con. Quấn bầu đảm bảo ha. Quấn bầu đảm bảo cho. Rồi cây này nhiêu? Cây số 27 có giá 2 triệu 8 nha bà con. 2 triệu 8. Cây 28 lên full lít đó. Cặp mấy kìa. Cái gì có số động. Không cặp nó lên. Cặp mấy? Cặp nó 29. Giấy đó. Giấy hả? Ừ, giấy đó. 28 cũng là cây mai chú thủy lá chung ghép cẩm thạch nha bà con. Ghép rồi. Chiều cao tương đối của nó là có 60 thôi. Ngang nó 75 nha. Cũng là ghép cẩm thạch nha. Ghép cẩm thạch luôn. Cái rất là già cây nha, mà con yên tâm nó thuần cho anh vòng nữa đi. Rồi, em đo cái hoành thân cái dưới này cho con xem nha. Lắp tới. Tắt cho lại. Rồi, nó 24 rồi mà. Rồi. Đế rồi. Đế với này nha. Đế chờ bốn mấy luôn. Năm 49, 48. Đây đi. Mấy cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh hết rồi. Ghép này liền lạc hết. Cây số 28 giá 2 triệu 8 nha bà con. Đưa qua đó đó.
vừa cộng giấy lên cuối clip hành chính phải không? Hành chính cuối clip đó. Nhất vườn quay xích vô chút. Bàn quay. Đẩy vườn quay vô đây. Vô dưới rồi, cặp rồi. Chính, clip. Hành chính là một cặp giấy Mỹ nha, cặp giấy Mỹ nha, bà con không có ghép nha, chưa ghép nha. Cây này này điểm đo chiều cao cho bà con xem nha, nó cao chỉ có 45 thôi nha, coi như phôi đi. Dạ, nó ăn phôi đó, phôi đi rồi. Cặp này nhiêu luôn? Cái cặp này 800 nha bà con, 800 không có lẻ ha. Dạ, này 13 nha. Rồi quay qua cây, hai cây nó cũng tương đối với nhau vậy. Rồi, 800. Cây này cuối clip nha bà con. Rồi, cây này giá 800 nha. Giờ cây kiển Trần Tiến cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ trong thời gian qua, và cũng mong được ủng hộ những clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn ạ. RTK Bonsai cảm ơn quý bà con mình đã đăng ký kênh ủng hộ và xem ủng hộ nhà vườn. Xin hẹn gặp lại vào những video sau.